anh nhìn này, cái thằng Apple nắm cái gì ạ? Ali. Các anh chị nhớ nhé, doanh nghiệp lớn ấy, nó coi Ali ấy, nó là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của nó. Doanh nghiệp nhỏ không nói, 35 bỏ qua thì 35 anh chị có sống sót. Doanh nghiệp lớn Ali nó là mạch máu sống còn. Apple nắm Ali này, nắm sản xuất không? Sản xuất một số cái tự sản xuất, một số cái nó ra công. Nhưng Ali nó nắm brand đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ thương hiệu, phân phối nó đang cho tổng thể di động tất cả các đối tác. Còn Apple nó bán trực tiếp và nó lắm nốt kênh phân phối, nó đã lắm được Ali rồi, là của nó rồi, nó lắm được thương hiệu, nó lắm nốt kênh phân phối. Lên cái chị phải khi mà kinh doanh là chúng ta phải nhìn được cái chuỗi lợi thế cạnh tranh, mình đang lắm cái gì để cạnh tranh. Thằng Apple có lắm cái này không ạ? Thằng Samsung lắm cái này để đầu tư cho năng lực cạnh tranh sản xuất chip trong 10 năm tới. Thằng Samsung có đầu tư 50 tỷ đô cho gì ạ? Cho công nghệ sản xuất chip. Chưa trên một công ty nào trên thế giới vượt qua được Samsung để cho giá trị đấy, về nó am hiểu thị trường hơn, khách hàng hơn, kênh bán hàng hơn, quan hệ đối tác, môi kinh doanh cũng hiệu quả. Nó cạnh tranh bằng cái gì? Chúng ta phải biết là chúng ta cạnh tranh bằng cái gì. Để mà kinh doanh có thể sống được, chúng ta phải nhớ một câu gì? Không bao giờ được phụ thuộc vào một dòng sản phẩm và không bao giờ được phụ thuộc vào một kênh kênh bán hàng. Thì mấy cái đằng chỉ kinh doanh bất động sản này, thứ nhất nó có tư duy về nghiên cứu cái sản phẩm không? Nó có không ạ? Nó không có. Nó làm gì có? Nó chỉ có làm đi phân phối bao nhiêu năm, nó làm gì có kiến thức nền tảng về kinh doanh đâu. Nó không có cả khả năng tạo ra các sản phẩm mới. Nó không có tư duy làm sao tạo được. Không có. Và thứ hai là kênh bán hàng nó có biết không ạ? Bởi vì nó chưa quen làm online. Nó cứ loay hoay suốt. Thứ nhất là sản phẩm mới không có, kênh bán hàng không có. Nó có sợ không ạ? Khả năng tạo sản phẩm mới không có. Khả năng tạo kênh bán hàng mới không có. Chết là đúng rồi.